nếu nếu có ông nào biết miền Tây rồi, chứ ông nào mà miền Tây mà biết đây anh là anh thì chuyến xe đi miền Tây ngay. Toàn người Đắk Lắk, toàn Đắk Lắk, toàn những người Hán, thành phần chở châu nhiều. Nói thẳng là như vậy, chuyến xe thì ít nhưng mà chở châu nhiều. Em cứ hiểu là mấy video 1 triệu là xem ấy, mà đi mẹ bây giờ mới có 16 cái nhớ ấy. Không chỉ đăng ký nào là xem chùa. Chở châu nhiều. Châu nhiều. Chịu là xem ít nhất cho ta 50 cái nhớ ký đi. Cày lên 100 ca sốt, nhận nó bạc. Bạc cái. Rồi mẹ má cái. Chân vú Nhật Nam. Các anh em đặt cái đéo cho nó hay. Nam Nova. Cái tên mà chạy lại rồi. Nova Le là người ta biết ngay sẽ hát. Sợ nhiều thằng chị Vân Châu đéo biết đấy. Thế thì ghi là nhiều người vẫn đéo biết. Xe khách Vlog. Đúng rồi, đúng rồi, xe khách Vlog. Hoặc phụ xe Vlog có thằng đặt rồi. Xe khách Vlog. Xe khách Vlog. Tại vì có ông anh đặt là đầu kéo Vlog. Ừ, đúng rồi. Xe khách Vlog. Thế là nhà nhà mình kia mình. Em phải mua cái cây máy quay, cây quay cây ngắn ngắn nữa. Ăn cơm rồi, cứ khách khứa rồi ăn cơm rồi. Nhưng mình đi xe khách này chỉ có thời gian ngủ, mình tranh thủ